Muốn 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 là có cái bay thật xa để theo đuổi ước mơ. Bao nhiêu con người giờ đã đứng đây hay giơ tay. Qua bao tháng chẳng mình đã có nhau hay vui lên. Đến với những ước mơ anh nắng với giờ mai, ta kề vai cùng nhau. Những sóng gió trên đời sẽ mãi cố giúp chúng ta đường vượt qua. Cứ đứng vững bước đi và cứ cố bước trước khi không sợ chi, ta sẽ luôn tìm được nơi đó. Thành công sẽ có khó khăn, phải cố giữ những giấc mơ. Ta phải luôn tiến về phía trước, cứ bước đi chẳng nghĩ suy đến trước khi cứ cố đi. Thành công sẽ như ta trong mong, khi lớn lên mới biết là chỉ có ta bay thật xa. Tự mình đánh thức giấc mơ, chúng ta và mãi luôn luôn có nhau trên mỗi con đường. Nên hay cố gắng vượt qua khó khăn, sóng gió trên đời. Hãy đánh thức giấc mơ và hãy đánh thức giấc mơ trong lòng ta. Gian nan đã qua, giờ chung mái nhà. Muốn, muốn là có cây. Những đoạn đường dài mà chúng ta đã đi qua là một hành trình không quá ngắn và cũng không quá xa. Quá khứ có những thứ không thành, nghĩ lại ta cũng thấy xa xa. Renation với nhiều năm qua, bao nhiêu khó khăn khi nhìn lại thì vẫn còn là chúng ta. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu gục ngã. Những người thiền trưởng cầm lái con thuyền với hàng ngàn con người những lúc khó khăn luôn.